Ok, xin chào các anh em nha anh em ơi. Hiện tại bây giờ thì Khải sẽ tiếp tục khui tiếp tục 10 cái rương phôi tím nha nè. Hôm qua là khui vài rương rồi mà không có gì, cũng được vài món đủ xài. Này khui tiếp anh em ơi. Đây, Khải sẽ tìm tiếp tục đó là hiện tại Khải đã có 2 món chất bà là lợi ít đạo anh em thấy. Đây anh em, chúng mấy Khải đã ép được 2 món tím rồi anh em à. Hiện tại Khải sẽ tìm đai lưng hỏa 4 dòng hoặc 3 dòng kèm với giày thủy nha nè. Đây, áo thổ này nè, đó. Ở video trước anh em xem cũng biết này, nón này, ok chưa? Giờ Khải sẽ tiếp tục tìm phôi đó là đai lưng, phòng thủ và bao tay phòng thủ. Khải đã ép lại bao tay này phải không quá. Rồi, ok, tìm hai chủ yếu hai món họ đai lưng và bao tay thôi nè. Mở, nón, rồi, nón thủ, tiếp tục. Nón, rồi toàn nón rồi. Ô đủ, đứng ra toàn nón rồi ta. Khác thương em, sao toàn nón rồi. Trời, nón nữa. Ui, mở 10 rương hết 6 nón quá trời. Thôi, tụ xanh chết rồi. Đai đâu? Đai lưng đâu? Cần đai lưng mà. Trời ơi, nón đủ xanh đâu tu nón rồi, coi gì là bán shop luôn này. Không được bán shop luôn này. Thủy này, shop này. Họ một dòng shop này. Họ 4 dòng A, nón tu la đẹp này. Nón này đẹp nha nè, nón này có tiền nha nè, 4 dòng. Kim shop này. Kim shop này. Họ 3 dòng. Họ 3 dòng, nhìn tháo nha. Ok, họ 3 dòng con thờ bán được. Nón lá này nè em ơi. Nón lá phòng thủ lý 540 đây, có được nón lá có tiền nha anh em. Ok, được một nón lá anh em ơi. Nón này 4 dòng là đẹp rồi, tiếp tục. Trời ơi, đủ toàn nón vậy trời. Chúa ơi, chịu luôn rồi, đủ xanh toàn nón không trời. Áo kim sốt. nón thổ sốt luôn, được hai nón hở rồi anh em ơi. Được hai nón hở thôi. Nón tu la họ đem một dòng họ bước cho xe họ được cái nón này nè. Nón này hạ xuống cấp 4 thì giống nón lá giống Khải nha nè. Hạ xuống cấp 4 thì được nón lá giống Khải. Ok, đỡ tiếp tục Khải sẽ làm video tiếp theo, anh em có thể xem thì ủng hộ một like chia sẻ cho anh em ơi. Đó, hiện tại giờ ở video này thì Khải sẽ lên đảo luôn, đã mang hai món này luôn nè. Lá thị tinh hả, xấu nhưng thị tinh hả, nhưng đây mình còn hai cục chưa. Ủa, tinh hồng chứ. Thêm một tinh hồng nè. Lấy thêm tinh hồng á. Một nè. Hai nè. Ba nè. Ok. Gần đảo mang sửa đồ mới nha nè. Một nè. Ê ấy. Hai cục. Ủa hai cục à. Bị khó hay cục à. Lại khác. Tinh hồng này quá trời này, nghe vần nhiều, tinh hồng nhiều lắm. Tiếp tục. À, lãnh đạo mang hai món phiếu cho nha anh em. Đẹp quá, quá đẹp. Quá tuyệt vời. Ok. Lên đảo, lên đảo. Phương thương. Xin tái lại lùng đang một tí luôn nè. Tuyệt vời, quá đẹp. Trời ơi, phòng thủ 39 rồi. Đẹp quá nè em ơi. Ok, bây giờ sẽ đồ Khải sẽ như thế này thôi. Khải sẽ bỏ cái nhọn chón này ra. Khải sẽ mang kháng hỏi nè. Khải sẽ mang kháng hỏi 17. Khải sẽ mang tầm này mang 40 chón thôi nè. Rồi, đây. Bỏ nhọn chón dòng 1 này ra. Vì Khải mang đôi giày dòng 1 này. Đó. Quá đẹp. À, như là 40 chó, sau này có mua được đôi giày tím hoặc là đai lưng tím thì lên đá một lần bao tay nè. Hiện tại bao tay hôm qua ép quá phải. Rồi. Ép lại. Nó nữa giúp bàn tết nè. Hãy tính lùng đam cả ngồi và cả chồng nè.
15 nè. Chia tay trong cơn nức nghẹn, đến lúc nào ta tới vui. Còn 15 nè. Giá trị sức mạnh rồi. Ngọc bội có giá trị nam đâu rồi. Nhưng nam sức mạnh 15 đâu ta. Giờ chiền đâu. Này, này hai cái nhẫn thổ nó kích mình khai tết cả hai nó nè. Nhẫn thổ ok. Rồi chết đem hai hai nó rồi. Đấy, được 30 đúng không? 30 chỗ này đang lên 10. Đủ thay nó ra vào. Ôi da, nhìn móng cầu. Con của nhà mình. Ủa, con của mình mới nắm cả hai rồi. Ui, máu đầu tiên 3.1 khác nha, máu hơi nhiều. Máu hơi nhiều rồi nè. Rồi, đó ngày 10 Tết này. Có 10 tròn 5k là hợp lý. 10 này nó cũng full thần âm rồi đấy. Quân nó full Phật tâm rồi đấy. Nhìn nó biết rồi. Rồi, 250. Ok, tròn 5k. Rồi, tiếp tục. Thông pháp 4.000. Được 4.500 không? 4.500 thì cái nỏ kim mang và tổng kim sẽ đặt 4.7. Cánh lắc thì được 5.1. 4.500 hợp lý. Uầy, hợp lý luôn. Hợp lý luôn. Ok. Quá hợp lý luôn em ơi. Ok, giờ Khải sẽ thay cái nỏ tống kim và cho anh em xem. Nó này nỏ bất càng ngồi nè. Cho anh em xếp lại, xếp đồ chủng của Khải này nè em ơi. Nó không thủ lý làm chậm, ok chưa? Tại Khải mang cho truyền mộng, thì nó lấy dòng làm chậm 40 bên dưới. Thì Khải đang được 120 làm chậm. Đó, ok chưa? 120 làm chậm. Đó, nhẫn. Thì lực cao. Ngập đai lưng. Và bao tay thủ lý. Nó không thủ lý. Áo thổ, giống độc. Nhẫn thì kháng hỏi dòng 1, sinh lực nội lực. Giày thì chón dòng 1, nội lực. Đó, 20-31, 94. Ngập bộ sinh lực, lực kháng lâm 15. Đó. Nếu mà được thì Khải mang thêm cái làm chậm dòng của mana cũng cả hai khá dư. Đây anh em, nếu mà không Khải cũng thức Khải có thể bỏ dòng kháng lôi đi. Khải mang thêm 40 làm chậm từ ngập bộ nữa nè. Đây, em sẽ biết được. Đó, trời ơi, chậm xấu làm chậm. Chắc không nè. Chém xấu làm chậm. Chém xấu làm chậm mà mất đi mười mấy điểm thông pháp. Mình mất đi 11 điểm thông pháp. Nên là Khải cũng không muốn lắm. Tại vì tầm này 1.2 làm chậm là đủ chơi rồi nè. Đó, 1.2 làm chậm đủ chơi nè. Phòng thủ khá đồng khá đẹp. À, ok. Mà lại ngập bội nè. Lấy thêm dòng sinh lực một lần nè. Đó, nội lực cả hai. Quá đẹp. Quá chắc luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng thử với cái nỏ, nỏ tống kim nè. Nỏ tống kim. Sức mạnh này, sức mạnh này. Rồi, nỏ tống kim vào lực tay tròn 4.7 là đẹp nha nè. Vô lắc nữa lên 5.1. Đó, hợp lý chưa? Thiếu một điểm nữa nha anh em. Thiếu một điểm nữa. Thiếu một điểm nữa, đồ tính ra cái nhẫn. Đây, đây, đây. Đây, bỏ vô không? Đây, bỏ lại xếp đồ này. Nãy chưa bỏ xếp đồ. Đẹp, đẹp, đẹp luôn anh em ơi. Rồi, chuẩn hợp lý luôn. Quá hợp lý luôn anh em ơi. 4.7 kèm lắc bên trong tống kim nữa, Khải lên được 5.1, đặt móc 5.1, hơn 5k là chuẩn nam sấy rồi, hơi bị ngon luôn nha. Rồi, làm video này thì Khải đã trang bị thêm sơ đồ mới rồi anh em ạ. Đó là sự đầu tư đầu tiên của Oạc này. Thì mong rằng anh em ủng hộ cho Khải một like chia sẻ cũng như là
đỡ lại một like chia sẻ mạnh nha anh em. Và đừng quên anh em có thích theo dõi video thì đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi những buổi live stream cũng như là trực tiếp trên kênh YouTube của Khải nha anh em. Và các giải đấu trên kênh của Khải cho vui nha. Rồi xong. Đồ quá pin. Này đã tống kim khỏi phải bàn anh em ơi. Rồi ok. Bên ngoài thì 4k5 anh em, tống kim thì 4k7, cắn lắc thì 5k1. Đó. Ngoài 4k5. Quá đẹp. Máu 3k là chọn anh em, cỡ phi dân nữa anh em thấy không? Nói chung là sẽ đồ Khải tầm này tiền không anh em. Đó. Nó này, nó hơn 10 triệu không bán này. Nón này tầm này hơn 1 triệu này anh em. Áo này khoảng gần 10 kim, ép khoảng tầm 10 kim. Là khoảng 700k. Rồi con ngựa này 3 triệu 3. Thì 3 triệu 3 này 4 triệu, nói chung sẽ đồ Khải hơn 15-16, gần 20 triệu rồi. Gần 20 triệu rồi nè. Đầu tư giờ đó biết sao giờ. Đó, anh em thích xem thì Khải đầu tư nè. Hôm qua Khải ghép có đôi giày mà đôi giày nó xịt quá, kháng họ top 40, kháng họ cái 13 thôi. Nên Khải tức tức qua Khải sốt luôn nè. Khải nghiên cứu lại đôi giày khác nè. Rồi, dạ thôi. Đơn giản mà thôi nè. Rồi, anh em xem cho một like chia sẻ ủng hộ nha. Chúc anh em xem video vui vẻ.